tất cả những phone chuyên mà người tải về, các cái đuôi file định dạng như này, TTF, mọi người ấn copy, đúng không ạ? Mời quay trở lại cái thư mục phone của mọi người này, mời quay trở lại thư mục phone, đây là thư mục phone của chúng ta này, phone chữ, đúng không ạ? Mọi người kích chuột phải vào cái nền này, mọi người ấn paste, đó thì mọi người nhìn thấy không ạ? Ngay lập tức là tất cả win cái phone chữ này sẽ được cài đặt vào hệ thống của chúng ta. Thì ở đây bản thân tất cả cái phone chữ này là tôi đã cài đặt rồi, nên tôi sẽ có thể là không cần phải install nữa, nhưng mọi người có thể install là ấn yes này, đó mọi người thấy không ạ? Rất là đơn giản thôi, đơn giản công việc của mọi người chỉ là gì. Xin chào tất cả các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với bài chia sẻ về phong thủy, màu sắc phong thủy trong thiết kế logo hình quảng cáo. Thì bài chia sẻ ngày hôm nay đó liên quan đến mệnh kim, đó là mệnh đầu tiên trong phong thủy ngũ hành. Mọi người có thể nhìn thấy này, đó là mệnh kim. Thì khi mà mọi người liên quan đến khái niệm ngũ hành thì chắc là mọi người đâu đó cũng có những cái có những sự hiểu biết nhất định, đúng không ạ? Thì mọi người có thể search cái khái niệm là ngũ hành ở trên trên Google thì mọi người cũng có được những cái ý niệm đầu tiên của chúng ta về cái câu chuyện ngũ hành như thế nào, đúng không ạ? Thì theo cái triết hổ học Trung Hoa thì tất cả vạn vật đều phát sinh từ năm yếu tố cơ bản, đó là thổ, kim, thủy, mộc, hỏa, đúng không ạ? Thì mỗi một cái mỗi một cái ngũ hành trong ngũ hành trong này thì mọi người đều có những cái ý nghĩa riêng, đúng không ạ? Những khái niệm như là tương sinh tương khắc thì mọi người phải tìm hiểu. Thì bản thân khi mà chúng ta có những cái ý tưởng, ý niệm về về cái câu chuyện màu sắc phối màu làm sao để nó phù hợp nhất với cả cái cung ngũ hành của chúng ta, về tuổi tác của chúng ta, đúng không ạ? Thì bản thân chúng ta sẽ không chuyên ở khoa học, chúng ta sẽ không chuyên sâu về việc phân tích ngũ hành cũng như là cái phong thủy quá nhiều để chúng ta đưa ra màu sắc, đúng không ạ? Thì khoa học này tôi muốn đề cập đến câu chuyện là một thiết kế màu sắc trong cái vấn đề thiết kế màu sắc trong thiết kế quảng cáo truyền thông, đúng không ạ? Hay là mọi người thiết lập logo, đúng không ạ? Phong thủy chẳng hạn, có yếu tố phong thủy, có yếu tố phong thủy, đúng không ạ? Thì với bản thân cá nhân tôi nhé, thì khi mà tôi đưa ra hai cái yếu tố mà chúng ta tôi chọn màu sắc để chúng tôi thiết kế trong vấn đề banner quảng cáo truyền thông cho các dự án của chúng tôi ấy, một đó là màu sắc hợp với cả phong thủy hay là hợp với cả mệnh của người đứng đầu, đúng không ạ? Ví dụ như là dự án của tôi, một số dự án nhỏ của tôi ấy, thì bản thân tôi là mệnh kim chẳng hạn, thì tôi muốn câu chuyện là gì? Tôi mệnh kim thì tôi muốn màu sắc nó phải hợp phong thủy với mệnh kim. Yếu tố thứ hai đó là màu sắc nó hài hòa và đúng với cả cái bảng view color. Thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái bảng view color này sau, đó là bảng liên quan đến phối màu sắc. Đó là hai yếu tố mà tôi chỉ cần quyết định trong vấn đề chúng tôi thiết kế cái quảng cáo truyền thông của các dự án nhỏ chúng tôi, đúng không ạ? Đương nhiên là đối với những cái bạn mà có nhu cầu hay là những dự án lớn mà các bạn có cái yếu tố phong thủy nhiều hơn nữa, cũng như là bạn nghiêm túc hơn nữa trong vấn đề phong thủy thì bạn có thể nghiên cứu cụ thể hơn về phong thủy ngũ hành, đúng không ạ? Nhưng mà đối với tôi thì có hai cái quan trọng nhất. Một đó là màu sắc hợp phong thủy, cái thứ hai là màu sắc nó hài hòa. Thì bản thân mà khi mà khách hàng họ nhìn vào, họ thấy được cái màu sắc họ dễ nhìn cũng như là họ yêu thích màu đó, nó hợp với cả tông màu mà họ yêu thích, đúng không ạ? Quay trở lại câu chuyện liên quan đến mệnh kim, thì đối với câu chuyện về ngũ hành tương sinh thuận theo lẽ tự nhiên ấy, thì đây là một cái vòng ngũ, đây là một cái, đây mọi người nhìn thấy à, ngũ hành tương sinh ở đây, mọi người thấy không ạ? Kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Thì đúng theo cái vòng như này thì mọi người sẽ nhìn nó là tương sinh của nhau. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Mọi người nhìn thấy à? Nước nuôi dưỡng cây trồng, đó là thủy sinh mộc. Đến cái câu chuyện là thủy sinh mộc thì đó chính là nước nuôi dưỡng cây trồng, thủy sinh mộc. Tiếp theo đó là mộc sinh hỏa, đó chính là gỗ cháy thì sinh ra lửa. Tiếp theo đó là lửa cháy hết thành than, từ hỏa sang thổ xuống đất, đó là lửa cháy thành than thì hỏa sinh thổ. Tiếp theo là thổ là sinh kim, đó là lòng đất tạo nên kim loại màu trắng, đó là thổ sinh kim. Tiếp theo đó là kim sinh lại thủy, kim loại lung chảy thành nước. Đó là câu chuyện liên quan đến tương sinh của ngũ hành, mọi người thấy không ạ? Đối với câu chuyện liên quan đến mệnh kim ấy, thì đây là một số cái màu sắc tương sinh phù hợp nhất đối với cả mệnh kim. Đầu tiên là mọi người, đối với người màu tương sinh của người mệnh kim ấy, thì người mệnh kim hợp với người mệnh thổ, thì bản thân là thổ sinh kim. Đặc biệt trong câu chuyện ví dụ mọi người thiết kế màu sắc hoặc là mọi người làm việc, mọi người có hợp tác làm việc với những người khác ấy, thì mà mọi người làm việc với người mà có cái mệnh họ sinh tương sinh với cả mình thì rất là tốt. Bản thân khi đó họ sẽ đem lại may mắn cũng như là cái thuận lợi trong công việc kinh doanh của chúng ta, đúng không ạ?
Thì bản thân màu thổ, bản thân là màu mệnh người mệnh kim hợp với người mệnh thổ, nên bản thân là cái màu của mệnh thổ đó chính là màu nâu đất hoặc là màu vàng hoàng thổ. Đây mọi người nhìn cái màu chính là màu nào, đây là những cái màu phù hợp nhất với người mệnh kim. Tiếp theo là màu tương hợp với người mệnh kim, đó có thể là chính là màu màu kim, màu chính là ký mệnh kim luôn, đó là màu trắng và màu ghi đó. Đây màu trắng màu ghi, mọi người nhìn thấy không ạ? Thì đó là liên quan đến mệnh kim. Đặc biệt mọi người lưu ý là màu tương khắc là mệnh hỏa, kim hỏa, mọi người thấy không ạ? Mệnh hỏa khắc kim, vì bản thân là mọi người phải lưu ý trong vấn đề là mọi người thiết lập cái màu màu đỏ này. Đấy, những màu đỏ như vậy thì mọi người không thể sử dụng, thì chúng ta sử dụng màu nâu đất thôi, của mệnh thổ thôi. Thì ta có thể xuất một số copy toàn bộ cái phần chữ này vào cái thư mục phone của Windows của chúng ta, bất kể bạn là Windows 7 hay Windows XP hay Windows 10 hay là iOS đều dùng bình thường, được không ạ? Mac OS thì dùng bình thường, được không ạ? Thì đó là các người cần lưu ý nhé. Bước thứ hai của chúng ta chính là câu chuyện mọi người tải phông chữ, cả phông chữ như vậy. Thì ở đây tôi ví dụ cho mọi người một câu chuyện liên quan đến vấn đề tải phông chữ. Ví dụ như chúng ta mở một cái file thiết kế chẳng hạn, chúng ta mở một file thiết kế, ví dụ tôi mở một file thiết kế cho mọi người hình dung nhé. Đây, ví dụ tôi mở một file thiết kế thì mọi người nhìn này, mọi người sẽ hình dung được là cái phông chữ của cái banner là như thế nào. Đây mọi người nhìn ạ, ví dụ với một cái file như thế này, vì tôi mọi người muốn biết cái phông chữ của cái mục này có cái khoảng trống này là phông chữ gì, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ làm như nào? Mọi người click vào mục nó chứa cái đoạn chữ đó. Đây, đây chính là cái đoạn layer mà chứa chữ, mọi người nhìn này. Đấy, bản thân đây mọi người nhìn thấy là cái dấu chấm than đây này, mọi người nhìn dấu warning đây này, nó báo có nghĩa là hiện tại phông chữ này máy tôi chưa có, đúng không ạ? Thì câu chuyện bây giờ chúng ta phải làm nào để tải phông chữ này về, cái thì bản thân khi đó chúng ta mới chỉnh sửa được, đúng không ạ? Nếu như mọi người thiếu phông chữ này nhé, mọi người không thể chỉnh sửa chữ này được, thì phông chữ sẽ tự động nhảy sang một phông chữ khác, đúng không ạ? Nên mọi người phải lưu ý là mọi người thấy cái biểu tượng warning như này thì mọi người phải xem cái phông chữ thiếu là gì và chúng ta sẽ tải về. Ở tôi ví dụ cho mọi người luôn, mọi người ấn chữ T để mọi người chỉnh sửa chữ ở trên Photoshop. Thì mọi người sẽ nhìn thấy được rằng câu chuyện là phông chữ mà chúng ta đang bị thiếu trong hệ thống là phông chữ gì. Đây mọi người nhìn này. Đó mọi người nhìn ạ, phông chữ mà chúng ta đang thiếu đó chính là Asprus. Đây mọi người nhìn thấy không ạ? Đây chính là phông chữ mà chúng ta đang thiếu này. Thì câu chuyện là khi mọi người thấy một cái thông báo như này thì mọi người sẽ lên Google, mọi người search Asprus, được không ạ? Phông chữ Asprus. Đây mọi người thấy không ạ? Đấy, đây là toàn bộ bộ phông Asprus. Đó, thì bây giờ câu chuyện là của mọi người, mọi người truy cập vào cái đường link mà chứa phông đó, mọi người tải cái phông chữ định dạng đuôi của họ thì đuôi như này về. Mọi người cài vào cái phông chữ của mọi người. Mọi người cài đặt vào cái mục phông của mọi người trong Windows và sau đó mọi người tắt cái file đi. Thì mọi người bật lại thì ngay tức là mọi người sẽ chỉnh sửa cái phông chữ được một cách bình thường. Chúng ta sẽ không bị sai phông chữ. Ở đây ví dụ như mọi người không có phông chữ nhá, thì mọi người ấn T để chỉnh sửa ấy, thì khi mọi người click vào thì phông chữ sẽ nhảy sang chỗ khác, sẽ nhảy sang một bộ phông khác. Mọi người thấy không ạ? Đó, có nghĩa là bởi bản thân hiện tại mọi người không có phông chữ này nên hệ thống sẽ tự động nhảy sang một phông chữ gần đấy nhất, được không ạ? Thì đương nhiên là kích thước hai phông chữ là hoàn toàn khác nhau rồi. Thì nếu mọi người muốn phông chữ đúng như phông chữ ban đầu ấy, mọi người muốn đúng như phông chữ ban đầu như này này, thì mọi người bắt buộc phải tải phông chữ này về. Đây, mọi người truy cập vào phông chữ này. Đó, mọi người ấn download này thôi, đúng không ạ? Mọi người ấn tải phông chữ này về, mọi người cài vào mục phone là xong. Sau đó mọi người tắt đi bật lại thì ngay tức mọi người sẽ chỉnh sửa chữ bình thường. Thì bài chia sẻ này tôi đã giới thiệu cho mọi người về câu chuyện cách để mọi người một số cái phông chữ trong thiết kế, đặc biệt là liên quan đến mọi người viết, mọi người phải lưu ý là mọi người phải tải đủ ba phông chữ này về, cũng như là mọi người tải thêm một phông chữ mà tôi sẽ gửi link download cho mọi người trên hệ thống thì mọi người có thể trực tiếp tải về, được không ạ? Để mọi người có thể áp dụng trong quá trình mọi người thiết kế, bởi vì những bộ phông này là những bộ phông phổ biến nhất cũng như là đẹp nhất mà bản thân tôi đã tổng hợp được cho mọi người. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi bài học này. Cái logo hay một số cái màu sắc ở trên Google để chúng ta hình dung được rõ ràng hơn đối với người mệnh kim, đúng không ạ? Màu nâu đất, mọi người nhìn nhé, logo mọi người sẽ search là gì, logo màu mệnh kim chẳng hạn, mọi người nhìn nhé, logo mệnh kim. Thì mọi người nhìn này, khi mà truy cập logo mệnh kim thì mọi người thấy cái màu nó sẽ rất là đúng với cái câu chuyện đó, mọi người thấy không ạ? Màu nâu đất, mọi người nhìn thấy không ạ? Đây mọi người nhìn nhé, màu vàng và nâu đất.
vàng hoàng thổ và món lô đất là màu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài chia sẻ lần sau.